Kinh siêu thị 68 chào cô chú anh chị. Hôm nay Kinh giới thiệu một miếng ruộng nằm gần chợ Dục Tượng. Hướng này thì ra Dùng Ghiền. Còn hướng này thì ra chợ Dục Tượng. Từ đây ra tới đó khoảng 1 cây rưỡi. Tiếp theo thì mình xem cái hình ảnh tổng thể. Ruộng thì có mặt tiền lộ đan là 9 mét. Tiếp theo thì mình xem cái hình ảnh thực tế. Khu vực này thì rất đông dân cư, nhà liền kề nhau luôn. Ruộng ở đây thì làm rất là trúng, tại vì đất phù sa với cộng thêm là nước ngọt quanh năm. Giá của miếng ruộng này là 130 triệu cho 1.000 mét vuông. Giá rẻ nhất khu vực. Còn đây là đường ra phía trước. Ở đây nếu mà diện tích mà khoảng 10.000 hoặc là mười mấy ngàn thì giá nó sẽ cao hơn. Ngoài ra thì kinh cũng còn rất nhiều đất nền, đất ruộng ở khu vực An Biên, Châu Thành, Gạch Sỏi. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu á thì liên hệ kênh. Đây là đường ra phía trước. Ở đây thì làm ruộng rất là tiện ha, tại vì có đường nước riêng luôn. Cặp sông cặp lộ đan. Ra chợ thì cũng gần. Điện thì có sẵn luôn. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video.